Đây là hơn 71,3 kg xì gà các loại, tương đương với 3.565 bao thuốc lá, với giá trị tương ứng khoảng 2 tỷ đồng, mà đội cảnh sát phòng chống buôn lậu, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng buôn lậu công an thành phố Hà Nội cùng các lực lượng liên quan đã phát hiện bắt giữ. Đường dây này do một nam tiếp viên hàng không cầm đầu. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra các cơ sở lưu trữ hàng hóa, đối tượng cùng các đồng bọn không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc của hàng hóa. Được vận chuyển qua đường chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng sẽ tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gom đủ hàng này sẽ liên lạc với các đối tượng tại Hà Nội. Vận chuyển ra Hà Nội thì các đối tượng sử dụng các công ty chuyển phát nhanh trong nước. Các đối tượng tại Hà Nội sau khi nhận hàng thì lại tiếp tục sử dụng phương thức thủ đoạn là chia nhỏ xé lẻ, để hàng tại nhiều nơi để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Trong cái giai đoạn mà mùa dịch như hiện nay thì là các chuyến bay thương mại đối với hành khách là đang tạm dừng. Nhưng mà nguồn cung của các đối tượng thì lại gửi theo đường chuyển phát, theo đường hàng hóa, theo đường cargo, là các máy bay chuyên chở hàng để từ nước ngoài về Việt Nam, để về các kho hàng chứ không sử dụng các lực lượng xách tay như xưa. Tiếp tục điều tra khám xét cơ sở lưu trú của đối tượng Nguyễn Thế Nam tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đầu nậu cung cấp hàng cho Nguyễn Hải Sơn. Cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 1.745 điếu thuốc lá xì gà, tương đương khoảng hơn 30 cân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cá thể hóa trách nhiệm, vai trò, vị trí của từng đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm và truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây tổ chức tội phạm này.